quay lui quay tới để cho. Hello, xin chào tất cả các anh chị em, mình là Honey, giảng viên chính của Trung tâm đào tạo nói mi Honey, Trung tâm đào tạo nói mi uy tín nhất Sài Gòn. Hôm nay Honey sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái kiểu mi thiết kế đang rất là đẹp và rất là hot hiện nay, đó là cái lông mi màu ombre. Nhắc thì nó có thể là cũ rồi nhưng mà mình vẫn muốn làm lui làm tới để cho các anh chị mình biết được rằng là có rất nhiều kỹ thuật đơn giản có thể làm ra được những cái kiểu mi thiết kế rất là đơn giản. Mà các anh chị đó giờ mình cứ nghĩ là kiểu mi thiết kế là những cái kiểu cao xa gì đâu không à. Nên là hôm nay Honey sẽ nhắc lại cái vấn đề này cho các anh chị. Và Honey, nếu như mà các anh chị mình thấy cái video này hữu ích đó thì các anh chị nhớ bấm cho Honey một nút like, share cái video này nữa. Và đừng quên là những cái nút đăng ký ở phía dưới, kế bên nút đăng ký sẽ là cái chuông, các anh chị nhớ bấm vào cái chuông đó để sau này có những cái video mới các anh chị sẽ là những người coi đầu tiên, like đầu tiên. Và Honey đang ra rất là nhiều cái series về mi thiết kế, các anh chị phải nhớ theo dõi mỗi ngày mỗi tuần để mình có thể cập nhật thật là nhiều kiến thức. Bây giờ mình cùng coi nha. Đây là những cái đồ nghề cần thiết để mà Honey có thể làm ra được những cái bộ mi thiết kế về cái kỹ thuật mi ombre ha. Thì đầu tiên mình sẽ xét tới là nhíp trước. Thì về nhíp, Honey sẽ cần hai cây nhíp, đó là cây nhíp để nối mi volume và cây nhíp tách lông mi. Ở đây, đây là một cái dòng nhíp tách dành cho những người mà tay run, nên là các anh chị có thể tham khảo dòng nhíp này. Cái chỗ chải mi và cái gương lớn để chúng ta có thể soi hết nguyên một cái bộ mi. Băng keo ha, gel pad để dán lông mi dưới, lông mi và cái đồ đựng nút keo nè. Và cái một mớ keo này thì khi mà các anh chị mình sử dụng keo, nếu như các anh chị làm ở những vùng không có máy lạnh, các anh chị sử dụng dòng kinh lưu này. Các anh chị muốn cái chân keo của mình trở nên đẹp hơn hoặc là mình chuyên chơi mi màu luôn thì các anh chị sử dụng dòng keo không màu, đó là Diamond Bond. Nếu như vùng của anh chị tay nghề của mình trung bình và mình có máy lạnh thì các anh chị sử dụng dòng kinh lưu version 2, đây là một dòng keo mà rất là phù hợp nè. Và nếu như mà các anh chị làm việc ở nước ngoài hoặc là các anh chị làm những cái vùng mà lạnh hoặc là tay nghề mình chuyên nghiệp, mình muốn làm nhanh thì các anh chị sử dụng dòng keo Double Fast này, nó rất là phù hợp nha các anh chị. Tiếp theo là cái set nhíp để cái set để mà mình vệ sinh lông mi gồm có bọt, protein và primer. Và tiếp đến là một dãy lông mi. Ở đây khi các anh chị mình nhìn thấy nhiều lông mi vậy đó, chứ mà thật ra thì chúng ta chỉ cần những cái bộ mi này nó sẽ giúp cho các anh chị tạo ra được những cái lông mi rất là khác biệt. Thì ở đây Honey có ba cái độ cong, đó là độ cong C nè, độ cong L và độ cong D. Ở đây những cái lông mi ombre nó sẽ được định nghĩa như sau. Mọi người mình thấy ở đây ghi là DX có nghĩa là đen xanh, tức là cái chân mi của nó sẽ là màu đen và cái ngọn của nó sẽ là màu xanh. Tương tự ở đây ghi là DD có nghĩa là đen đỏ, ở chân sẽ là màu đen và ngọn sẽ là màu đỏ. Các anh chị mình thấy màu rất là đẹp ha. Cũng như đây là DT là đen tím, là đây cái chân nó sẽ là màu đen, cái ngọn nó sẽ là màu tím. Thì Honey rất là thích cái lông mi mà có chữ L như thế này vì nó sẽ làm cho cái bộ mi của anh chị đặc biệt và đẹp hơn rất là nhiều, ra những cái bộ mi có hiệu ứng xuất sắc luôn đó. Và đen nâu ở đây là mình có độ cong D, nó sẽ cong nhiều hơn cong C một tí xíu, thì cái chân của nó sẽ là màu đen còn cái ngọn của nó sẽ là màu nâu. Đây sẽ là thích hợp cho những cái người mà ta thích nối màu để nâu nhưng mà mình không thích muốn nối một con mắt mà mình nối màu đen nâu thì nó sẽ rất là đẹp. Thì đây là một đống cái sản phẩm để các anh chị mình có thể tùy ý sáng tạo ra được một cái bộ mi thiết kế màu độc lạ. Video này Honey sẽ làm cái lông mi ombre, lông mi thiết kế bằng lông mi màu. Lông mi ombre có nghĩa là cái chân mi của mình sẽ là màu đen, còn cái ngọn mi của mình sẽ là ngọn mi màu. Mọi người mình thấy nè, chân mi sẽ là màu đen, ngọn mi sẽ là ngọn mi màu. Thì lông mi ombre này có nhiều cái rất là nhiều màu khác nhau, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu nâu vân vân. Thì ở cái video này Honey sẽ làm màu tím và mình sẽ sử dụng cái size đó là từ 9 cho tới 14 mm sẽ làm cho cái khuôn mắt này. Keo mà Honey dùng cho cái video này sẽ là dòng keo Double Fast để cho nó khô nhanh, vì tất cả những cái dòng mi màu nói chung về cái độ ôm mi và cái độ bám mi á, thì nó sẽ khó hơn là cái lông mi màu đen hơn rất là nhiều, nên Honey sẽ ưu tiên chọn dòng keo khô nhanh để xài. Mình sẽ nối với dán búp bê hay còn gọi là dán baby doll. Mình sẽ làm ở đây sẽ là số 14, ở đây sẽ là số 13, đây sẽ là số 12, bên này sẽ là số 13, số 12 và số 11. Ở đây thì mình có tới số 9, số 10 nhưng mà mình sẽ làm những cái size dài để cho các anh chị mình dễ nhìn ha. Và khi mà mình làm cho khách thì mình có thể làm những cái size dài hơn. À, xin lỗi, ngắn hơn chứ nhầm. Này. Và bắt đầu chúng ta sẽ làm thôi. Đầu tiên mình sẽ cho khách nghiêng đầu qua đây một chút. Ok. Ok.
mình sẽ chỉnh lại cái khuôn mắt của khách cho nó đúng cái hướng nè, thuận á. Bắt đầu chúng ta sẽ phối cái size số 14 trước. Đối với những cái dòng mi ombre như thế này, các anh chị mình cố gắng là làm những cái size dài một tí xíu nha. À xin lỗi, mình tạo fan nhiều một tí xíu nha. Vì khi mà mình tạo fan ít quá nó sẽ rất là khó lên màu, mà các anh chị tạo size dài một tí xíu thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều á. Mình sẽ đi luôn luôn đi cái đỉnh trước. Ngày khi anh đi làm hơi có banh mắt của khách một tí xíu nên là trong quá trình làm các anh chị mình cố gắng là giữ cho mắt của khách luôn luôn trong cái tư thế nhắm nha. Mình sẽ giữ một tí xíu và mình buông ra. Giữ một tí xíu và buông ra. Giữ một chút và mình buông ra. Và tiếp tục mình sẽ làm cho vừa đủ cái size số 14 tí xíu thì mình mới qua những cái size khác nha. Giữ một chút này. Theo Honey đánh giá thì cái lông mi ombre này nó khá là dễ làm so với những cái lông mi màu khác, chứ mà có nhiều dòng mi màu nó khó làm lắm các anh chị, nó tuột quá nó sẽ hơi khó làm. Còn cái lông mi ombre này thì nó cũng khá là dễ làm đó. Mình sẽ giữ một tí xíu và mình buông ra. Lúc này mình đã khá là đầy cái size số 14 rồi, mình sẽ chải lại. Sau đó mình sẽ tiếp tục cho thêm một số 14 ở bên trái này nữa. Và mình sẽ qua size số 13 luôn. Giữ một tí xíu. Tiếp tục mình sẽ qua size số 13 hướng về đuôi.
mình sẽ giữ một tí xíu mà mình buông ra. Mình sẽ cố gắng tách cho rõ cọng lông mi luôn, giữ một chút và buông. Cái độ ứng dụng của những cái lông mi ombre này nó sẽ giúp cho các anh chị mình có thể là chiều được những cái khách hàng mà họ có thể thích, những họ thích chơi mi màu nhưng mà họ không thích quá lộ đó các anh chị, thì rất là phù hợp nha. Tức là những cái lông mi ombre này ngộ lắm, ở trong nhà thì không thấy chứ mà đi ra đường nó rất là đẹp, và nó có ánh ánh nó rất là đẹp luôn. Mình vừa làm xong nó cũng rất là tự nhiên. Để tí đi anh cho coi cho. Mình sẽ tiếp tục qua size số 13. Mình sẽ giữ một tí xíu và mình buông ra. Những cái size này nó rất là ngắn và rất là mỏng nên là nó dễ bị bung lắm. Thường khi các anh chị, bây giờ mình sẽ qua số 12 nè. Thường khi mà các anh chị mình làm cho khách ở bên trái, Honey để ý là các anh chị hay có một cái thói quen đó là tì lên cái lỗ mũi của khách. Thì khi mà chúng ta tì lên cái lỗ mũi của khách như vậy sẽ làm cho khách rất là khó chịu. Nhiều khách mà người ta sửa mũi rồi này nọ là các anh chị mình có thể làm là vẹo cái mũi của người ta luôn á. Nên là các anh chị mình cần phải hơi nghiêng người qua tí xíu nha. Rồi tiếp tục. Mình sẽ qua tiếp số 12. Mình sẽ rải dần dần cho nó xong luôn. Mi này chất liệu nó khá là mịn nên là lên mắt rất đẹp. Nếu mà các anh chị nào mà yêu thích cái kiểu mi thiết kế thì không có thể bỏ qua cái kiểu mi này được. Tiếp mình sẽ qua làm tiếp số 12 tiếp. Giữ tí xíu và buông. Ở phần đuôi mắt này, các anh chị mình cố gắng đi hết từng cọng luôn, đi hết tất cả luôn, cho nó đen, cho nó đẹp, nó sát nhau quá. Rồi
Kỹ thuật tạo phanh tay nó sẽ giúp cho các anh chị là không có giới hạn được cái kiểu mi nào luôn. Hay có rất là nhiều các anh chị mình tạo phanh tay xong mình tạo phanh những cái kiểu phanh khác như là phanh nhíp xong mình học phanh tay nhiều lắm, tại vì độ ứng dụng của phanh tay nó rất là cao luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái fan cuối cùng cho cái đuôi số 12 nữa. Mình sẽ giữ một tí xíu và mình sẽ buông ra. Mình sẽ chảy nó lại. Bây giờ mình sẽ soi cho mọi người mình coi là cái quãng đường mà Honey đi đang là như thế nào ha. Đây. Nó sẽ còn rất là lởm chởm vì mình chỉ mới rải thôi, tí xíu mình sẽ đi lại. Mình sẽ đi số 14. Mình sẽ đi lại số 14. Tiếp tục mình sẽ quay lại số 14 cho nó đậm thêm một lần nữa. Mình sẽ chạy lại. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiến vào hốc mắt số 14 và số 13, số 12, số 11. Nếu như mà các anh chị làm nghề mi, mình biết nhiều cái kiểu mi thì đó là một lợi thế cho các anh chị. Tại vì thứ nhất là chúng ta tự làm mới cái tay nghề của mình nè. Cái thứ hai á, là các anh chị mình có thể phục vụ được cho nhiều cái hạng khách khác nhau. Và các anh chị mình nhớ là bấm vào cái nút đăng ký ở dưới cái kênh của Honey nha. Tại vì Honey thường rất là thường xuyên ra những cái video để cho các anh chị mình có thể biết thêm nhiều cái kiểu mi mới mà khi mà mình cập nhật trước là mình đang bắt kịp cái xu hướng đầu tiên rồi đó. Ở đây mình làm rất là nhiều đê luôn, có chắc cỡ chục đê á, để cho bộ mi nó trở nên đậm đà đẹp hơn. Rồi, bắt đầu mình sẽ nới cái phần hốc mắt xuống một tí xíu và mình sẽ tiến sâu vào phần hốc nha. Mình sẽ nhảy qua số 13, 14 rồi tới 13. Mọi người, nếu mà mình làm được cái kiểu tàu fan giống như Honey thì các anh chị làm mega volume rất là nhanh. Và mega volume cũng là một trong những cái điểm mạnh của mình luôn á. Chưa có dính. Rồi.
mình sẽ nới cái này xuống một xíu, trải lại. Bắt đầu mình sẽ qua số 12. Mình sẽ qua số 11. Ở đây mặc dù mình không có viết số 10, số 9 nhưng mà mình sẽ chủ động thêm số 10, số 9 vào luôn. Ok. Và tiếp tục, Honey sẽ vô số 10 và số 9 cho các anh chị luôn. Tại vì mình thấy nếu như mà dừng ngang số 11 thì cái fan của mình nó không có đẹp, cái bộ mi của mình không có đẹp, nên mình sẽ vô số 10 và số 11 luôn. Cái này bị rớt nè. Mình sẽ thay keo một tí xíu. Nhớ là cái miệng keo của các anh chị luôn luôn phải sạch sẽ. Số 12. Số 11 với số 10. Và số 9. Tức là mình sẽ đi từ số 14 cho tới số 9 luôn đó. Mình sẽ đi sâu vào hút mắt một tí xíu để cho nó ra tròn dáng, mọi người coi cho nó đẹp nha. Rồi, ok. Bây giờ phần số 14 nó vẫn còn rất là thưa, Honey sẽ đi lại phần số 14. Tại vì dắt do mới nối này hơi nhát tay một chút. Mình sẽ làm dày ở cái phần giữa này luôn. Tại vì nó là cái phần đỉnh mà. Khi các anh chị mình làm cái kiểu mi ombre này, mình không có cần nối dày như Honey làm đâu. Các anh chị chỉ cần làm 5-6D là cái hiệu ứng nó lên nó đã đẹp rồi. Tại vì cái lông mi này Honey thiết kế từ 5D, thiết kế cho những cái người mà từ tay nghề 5D trở lên đã đẹp rồi.
sẽ trải nó để cho lấy nó ra luôn. Giờ mình sẽ trải lại cái bộ mi. Hiện giờ thì màu nó khá là đầm nhau rồi nè, nó bay luôn. Màu nó khá là đầm nhau. Giờ mình sẽ kiểm tra lại. Đây là cái form mi của khách nè các anh chị. Rất là tự nhiên ha. Nhưng bây giờ mình sẽ muốn làm đậm hơn tí xíu để cho nó ra một cái form đẹp luôn. Từ đó giờ mình làm lờ quen rồi, bây giờ mình sẽ làm đậm hơn một chút xíu nữa để cho cái form đẹp luôn. Nhưng mình sẽ chú trọng cái size số 12 này. Tại vì theo mình thấy cái size số 12 này vẫn chưa đậm lắm. Và mình sẽ dừng lại ở cái thao tác tự nhiên thôi, chứ là mình không làm đậm đâu, mình sẽ làm thao tác tự nhiên để mình coi thử là cái độ tự nhiên của cái mi mà ombre này nó sẽ như thế nào. Tại vì học viên của mình khi mình làm, học viên của mình cũng làm ngang cái số cái size tự nhiên thôi à. Rồi mình sẽ đợi giữ tí xíu cho nó khô. Mình sẽ chải nó lại. Và mình đã hoàn thành xong cái lông mi ombre màu tím. Để Honey sẽ mở mắt để cho mình sẽ không. Còn đây là cái lông mi ombre màu tím rất tự nhiên mà Honey vừa làm xong. Mọi người mình thấy nè, mình chỉ mới nối ở cái hàng dưới cùng của cái khuôn mắt của em gái thôi. Thì cái hàng trên nó vẫn còn rất là nhiều. Và cái cơ địa lông mi của em này cũng hơi chuối nữa, nên là nó cũng dễ thấy cái lông mi thật. Tuy nhiên cái lông mi màu tím này nó làm cho khuôn mắt của em trở nên rất là đặc biệt. Và cái này là mình chưa chải kỹ lắm nên là hơi lộn xộn tí xíu nha. Nhưng mà mọi người mình nhìn cái hiệu ứng màu rất là xinh ha. Và đây mình có thể cho ra được những cái bộ mi thiết kế. Mọi người có thể làm mi Thái hoặc là mi cartoon, hoặc là những cái kiểu mi hybrid, nó vẫn rất là đặc sắc và rất là đẹp. Đây mọi người mình coi ha, mình sẽ quay lui quay tới để cho Honey vừa làm xong cái video hướng dẫn cho các anh chị một cái bộ mi thiết kế dựa trên mi màu ombre màu tím. Thì mi màu ombre nó sẽ có rất là nhiều màu khác nhau, như là màu xanh nè, màu nâu nè, màu tím và màu đỏ hoặc là màu xanh lá cây. Thì các anh chị mình càng có nhiều những cái kiểu mi ombre như vậy, các anh chị mình sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận với khách hàng hơn, cũng như mình làm mới cái tay nghề của mình hơn. Thì tại sao mình không làm, đúng không các anh chị? Mình phải thử thật là nhiều kiểu. Thì hy vọng cái video này sẽ hữu ích cho các anh chị, cũng như là một lời nhắc nhở về những cái kỹ thuật mà các anh chị mình đã biết trước đó. Hoặc nếu như mà các anh chị nào mình chưa biết thì mình nên thử đi. Nếu thích cái video này, nhớ bấm cho Honey một nút like và share cái video này nha. Và đừng quên là nhấn vào cái nút đăng ký. Kế bên nút đăng ký sẽ là có một cái chuông đó. Các anh chị nhớ bấm vào cái chuông đó. Sau này có những cái video mới nó sẽ báo cho các anh chị. Và các anh chị sẽ là những người coi đầu tiên, like đầu tiên, comment đầu tiên. Và hy vọng là các anh chị sẽ sử dụng cái kỹ thuật này thật là nhiều. Chúc các anh chị một buổi tối thật là vui vẻ.